Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình giao thông từ thứ 2 đến thứ 7. Phóng viên báo giao thông sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về các vụ tai nạn giao thông trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 1 tháng 9 vào lúc 8 giờ tại km 114 cao tốc nổi bài Lào Cai thuộc xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khi một tài xế điều khiển một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao không giữ được khoảng cách an toàn đã tông vào đuôi của một chiếc xe ben chở gạch hậu quả tài xế bị tử vong trong cabin và toàn bộ đầu xe bị biến dạng. Cũng trong sáng nay trên quốc lộ 1, qua địa phận xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai nam thanh niên tử vong. Cụ thể, hai nam thanh niên khi điều khiển xe máy đến địa điểm trên đã đâm trực diện vào một chiếc xe ben di chuyển với hướng ngược lại. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân cam vào đầu của xe ben. Một vụ tai nạn khác cũng đã xảy ra vào sáng nay tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện đã bị một xe bồn cán nát một chân và cả người nằm gọn trong gầm xe. Và ngay sau đó thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và xử lý vụ việc. Trước đó vào khoảng 21 giờ tối ngày 31 tháng 8, tại xa lộ Hà Nội, đoạn qua quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 54T39434 đã đâm vào một chiếc xe container di chuyển cùng chiều và hậu quả đầu của người đàn ông đập vào thùng container và tử vong ngay tại chỗ